Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Dũng và em quay trở lại với anh em trong video chia sẻ về bảo vệ xe, chăm sóc xe ở đây. Thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ anh em về một vấn đề cũng cực kỳ quan trọng, đó vấn đề ổ khóa và chìa khóa. Thì lúc trước Dũng đã bị cái vấn đề ổ khóa và chìa khóa trong cái lúc mình đã chạy chiếc xe Future. Và nó do mình không có biết cách bảo vệ chìa khóa và ổ khóa nên cuối cùng mình tốn tiền cho thợ sửa khóa và cũng như là thợ sửa xe, sửa lần lượt. Cuối cùng thằng này đổi thường, kia đổi thường nọ, cuối cùng mình tốn tiền rất nhiều vì vấn đề ổ khóa và chìa khóa. Thì hôm nay thì Dũng cũng muốn chia sẻ lại cho anh em để anh em tránh né những cái trường hợp đó, để cho chúng ta đỡ tốn tiền và bực bội thêm nha anh em. Ok, mời anh em vào video này luôn. Em biết là để bảo vệ chìa khóa và ổ khóa thì đầu tiên anh em bảo vệ cho mình cái chìa khóa, tức là chìa khóa anh em, một là anh em đừng nên treo quá nhiều thứ vô đây. Nhiều anh em mình thấy đi ngoài đường mình thấy hết 80-90% là các anh chị em và các anh em là có những cái chìa khóa, có những cái gọi là đồ kỷ niệm, tháp áp phen hay là móc khóa thú bông vì tá là bên anh em cứ có nhiều anh em làm hết nhiêu đây luôn, rồi chưa cộng với một đống cái chìa khóa phòng, khóa tủ, khóa tùm lum hết, thì nó làm cho cái chìa khóa chúng ta rất nặng. Và khi mà chìa khóa rất nặng á, mà anh em cứ chạy ngoài đường, đường nhựa thì nó đỡ, vô những cái đường hẻm, đường hốc này nọ hay là ổ gà, ổ vịt, trời nắng trời mưa đó, khi mà anh em chạy anh em đút vô như thế này đây đó, thì nó dằn, nó là lù cập chưa tính nó dỗ vô đây, là chưa tính nó đè, nó nặng, nó quằn nó xuống, thì cái ổ bi của chúng ta nó rất dễ bị mòn và nó rất dễ bị bể. Và anh em chạy thời gian thì anh em có hiện tượng là anh em đút vô nó giống như là nó lỏng, nó giống như là nó không có ăn rơ gì, nó không nghe một cái kịch gì hết, dạ nó quá lỏng á. Thì cũng là một đó, đó là do nguyên nhân cái anh em để quá nhiều đồ trong cái chìa khóa của mình. Ok, chìa khóa này đó là một số anh em này nọ thường hay là giống như mình thì mình chạy quá nhiều đi, thì nói chung không nói, một số anh em chạy ít nhưng mà chìa khóa này cũng rất mòn nhanh nè. Thì là do đâu, là do là anh em không có bôi trơn, anh em không có dùng dầu ăn của mình ở nhà đó, hoặc nhớt, hoặc cái chai RB7 để anh em bôi trơn thường xuyên khoảng một tuần hoặc nửa tháng. Đặc biệt là anh em đi mưa nhiều thì anh em nên bôi trơn vô cái chìa khóa này nè, để đút ra đút vô, một là nó trơn, hai là nó không có bị giống như là nó bị lỏng này lỏng kia cho cái chìa khóa. Ok, thì anh em biết là cái chìa khóa chúng ta là nó rất dễ bị cong quẹo nếu mà anh em không cẩn thận. Thì anh em thường, một số anh em mình thấy, một là cũng tận dụng cái chìa khóa lắm, số anh em thì lâu lâu buồn buồn cũng có thể lấy cái chìa khóa móc móng tay móng chân gãi này nọ, rồi đôi lúc anh em đóng đồ hay gì đó anh em cũng có thể lấy chìa khóa anh em làm cái băng keo cho nó đứt á, anh em mới tận dụng mọi thứ bằng cái chìa khóa. Thì lâu ngày một phần á là chìa khóa nó sẽ bị cong, hai là những cái răng đây nè nó sẽ bị mòn rất nhanh, thì anh em đút ra đút vô nó rất là, nói chung là nó không có hợp với ổ bi nữa, mà từ đó thì nó làm cái chìa khóa chúng ta rất mòn, lẹ mòn lắm. Mà đôi lúc không phải là chúng ta hư cái chìa khóa, chúng ta la đánh chìa thì nó dễ quá, đôi lúc chúng ta đang đi ngoài đường cực khổ hoặc đang đi ngoài đường chơi vơi thì ở đâu mà chúng ta đánh chìa, thì chúng ta gặp những cái chỗ mà nó tào lao thì nó quất chúng ta cái chìa biết bao nhiêu tiền. Cũng là do những cái thói quen của anh em, là anh em cứ tận dụng cái chìa khóa này mỗi lúc mọi nơi, dùng đủ thứ công cụ hết, không có dạng giống như là chìa khóa là để mở khóa thôi chứ không phải dùng những thứ khác. Thì đó là cái chia sẻ mà anh em cần tránh nha. Thì cái phần tiếp theo anh em cần lưu ý đó là cái ổ khóa của chúng ta nè. Ổ khóa chúng ta thì anh em thường hay, một là chúng ta đi mưa, hai là anh em rửa xe thì anh em nên bấm lại cho mình. Đây có chỗ, một là bảo vệ cho anh em tránh mất cắp, hai là tránh nước vô này nọ và những cái bụi bặm và những cái thứ khác nó vô đây nè. Đôi lúc người ta đi ngoài đường, đôi lúc ai biết là người ta ghét hay thương anh em, đôi lúc gửi xe ngoài chỗ khác nữa, người ta buồn buồn người ta bỏ miếng cát vô cái lỗ này, hoặc người ta chịch miếng keo vô đây nè, xịt miếng keo vô đây thì anh em biết như thế nào rồi. Thì banh cái ổ khóa nói chung là nó tuy là nó cũng không có nhiều tiền, nhưng mà thực tế nếu mà anh em nào mà làm việc lao động vất vả thì đó cũng là một cái số tiền lớn đối với khi mà anh em thay ổ khóa nha. Mà thay ổ khóa đôi lúc nó bực bội lắm, vì không có ổ khóa thì chúng ta không có chạy xe được, mà không chạy xe chúng ta phải dẫn bộ, mà dẫn bộ tới chỗ sửa khóa thay khóa bị bài vẽ tốn tiền rất nhiều. Đó là một cái mà anh em cần phải bảo vệ cái ổ khóa của mình nha. Ok, cái thói quen là mình thấy anh em cũng không có dạng giống như anh em sử dụng chìa khóa một cách rất gọi là rất mạnh dạng, là anh em đút vô mình cứ đút nhẹ vô thôi. Và anh em thường xuyên phải bôi những cái RB7 này nọ khoảng một tuần hoặc nửa tháng anh em nên bôi,
lâu lâu anh em cũng nên bôi giữa chìa và ổ luôn, kết hợp như vậy đó. Và anh em đút vô thẳng như thế này nè, đút vô có cái chữ hết đây nè, cái chữ ốp nè, anh em cứ bấm ngay cái chữ ốp, anh em cứ đẩy thẳng vô là ngay cái kịch là mở được rồi. Một số anh em cứ để từ xa nhấn vô cái đùm ở đầu, anh em bẻ hết ga thì khóa cổ tùm lum hết, thì lâu ngày ổ bi chúng ta nó cũng là một cái cơ khí bình thường thôi, thì nó chắc chắn nó sẽ bị mòn, thì anh em sẽ tốn tiền cái ổ bi và tốn tiền luôn cái chìa khóa, lâu ngày nó bị mòn nữa, tốn tiền đủ thứ hết. Ok, và mình lưu ý cho anh em á, khi mà anh em xài thời gian, nếu mà anh em ít có bảo vệ thì anh em sẽ đút chìa khóa lại vô nó hơi cứng hơi gắt, thì anh em cũng đừng vội nóng ruột, hay là hãy bình tĩnh lúc đó nha. Anh em cứ lấy cho mình một ít dầu ăn hoặc một ít cái dạng giống như là cái cây bút chì của anh em á, nó có cái than bút chì, anh em cạo ra là anh em tát vô cái chìa khóa, anh em đút ra đút vô. Và anh em nếu mà cách đó không được thì anh em ấy miếng dầu ăn hoặc miếng RB7 anh em xịt vô cái chìa khóa hoặc xịt vô ổ khóa thì nó sẽ mở được thôi nha anh em. Cứ đừng có bình tĩnh, đừng có sợ quá, đôi lúc mình ra tiệm mình bị bài rẻ tốn tiền, cái ổ khóa chìa khóa nó bạc trăm á anh em, chứ không rẻ đâu. Ok, thì đó là cái chia sẻ của mình. Cái ổ khóa và chìa khóa tuy là những cái nhỏ nhặt thôi, nhưng mà thực tế Dũng lúc trước Dũng đã bị rất đau đầu về vấn đề đó, là cũng là do mình không có biết bảo vệ chăm sóc, mình xài một cách nói chung là cẩu thả lắm. Cuối cùng mình đã dẫn đến một vấn đề, đó là mình tốn tiền ổ khóa và đau đầu nhức đầu phải đi thợ khóa, giống như mình ổ khóa xe máy mà mình lại không biết á, mình nghe người ta chỉ, mình vô cái tiệm sửa khóa, cuối cùng tiệm sửa khóa thì nó sửa được cái ổ khóa, nhưng mình nó không biết mắc cái ổ khóa làm sao để mình mở cốp xe được, mình mở đèn được, thì cuối cùng mình phải chạy qua tiệm sửa xe. Rồi tiệm sửa xe thì lại chửi cái tiệm ổ khóa, cứ hai thằng chửi qua chửi lại, đôi lúc mình rất bực cái vấn đề đó, tốn tiền mà còn bực bội phải chạy tới chạy lui, nó dẫn bộ chứ không phải là chạy được nha anh em. Vì anh em không có chìa khóa thì làm sao mà chạy được đó. Đó cũng là vấn đề đau đầu, mà vấn đề nhỏ nhưng mà Dũng muốn chia sẻ anh em trong video này để anh em tránh né, tránh tình trạng gặp những cái vết xe đổ của Dũng nha. Ok, thì anh em cảm thấy video này hay, giúp ích gì được cho anh em, cho anh em những cái bài học gì thì anh em cũng có thể comment bằng bên dưới. Anh em nào có cách bảo vệ ổ khóa tốt hơn, anh em có thể comment cho mình biết và một số bạn vô coi mình biết nha. Ok, thì anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Mình sẽ làm những video tiếp theo cho anh em. Ok.